Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Thành Entertainment phần 14. Chúc mọi người xem video vui vẻ nhé. Đúng là con trai của ta. Ai làm người yêu hay chồng chị ấy là hạnh phúc. Nay sắc nét full HD quá các anh em ơi. Chúng tôi không được đau. Vốn dĩ định đưa em đi ăn tối, nào ngờ lại thành bữa tối của em. Tròn tròn nhìn muốn cắn ghê. Thông minh lắm. Đúng là con trai của ta. Dân là tim.